Hi, chào tất cả mọi người. Clip trước của mình thì mình up Artemia mọi người, thì có oxy thì trong vòng 2 ngày thì nó mới ở hết toàn bộ. Đó là có oxy nha. Còn bây giờ mình sẽ dùng không oxy, mình up thử khoảng bao lâu nó mới sẽ nở hết nha mọi người. Còn trong vòng 24 tiếng hồ mình up oxy, trong vòng 24 tiếng hồ là nó nở ít lắm. Không biết mọi người áp như thế nào thì mình không biết, còn mình theo cách mình áp á, thì nó chỉ nở một ngày thì nở ít, mà trong vòng 2 ngày thì nó nở hầu như là hoàn toàn hết. Đó là cách áp có oxy. Còn hôm nay mình sẽ thử không dùng oxy nha, nhưng mà mình vẫn dùng cái lọ bình này, ngẩn cống này. Mọi người biết lý do tại sao? Tại vì mình áp nó nở rồi á, là cái con của nó sẽ nằm ở dưới đáy cái chai này, còn cái trứng của nó nở rồi nó sẽ nổi lên trên, nên mình sẽ dễ lọc hơn. Mình sẽ khi nào nó nở hết rồi đó, mình sẽ giật cái đầu ống này ra, là mình sẽ lấy cái con Artemia ra, mình sẽ giống như mình lược á, lược trứng riêng này, cái con nó nở riêng á, nó dễ hơn là mình bỏ chung, không có cái giống như cái chai nguyên á, mình bỏ vô thì nó lược nó sẽ khó hơn. Mình thấy cái này thì nó sẽ dễ, nên mình sẽ dùng bằng cái chai này luôn nha. Vẫn có cái ống này, nhưng mà mình không có thua sổ oxy, xem thử nó khoảng bao lâu thì nó sẽ nở. Ok, giờ mình chăm nước. Đó. Chai này mình vẫn là dẫn cứng vô nè. Nước mà nó xịt ra em đi. Đây mình cho khoảng một lít nước cho mọi người. Khoảng một lít nước. Cái chai này là 1,5 lít. Đó. Mình canh khoảng như là khoảng lít rồi ha. Dặn cứng cái nắp này lại là nó sẽ không có bị xì nước ra. Vẫn như cái bình sủi có oxy thì vẫn bỏ một muỗng muối hột. Muối hột mọi người. Quậy cho nó tan xíu. Có sủi oxy thì cái muối nó tan nó nhanh, còn không sủi oxy á quậy về thì nó hơi lâu chút. Thôi tan rồi hết, này con muối thì cũng nhanh tan. Ấp có sủi oxy mà mất phải 2 ngày mới nở hết mọi người. Không biết là em thấy mọi người ấp á thì nở trong vòng ngày một là nở hết, mà thấy nhanh. Sao mình ấp nó mới đợi tới 2 ngày nữa. Không hiểu. Đó. Muối tàn hết rồi nè. Đây là vẫn nghe cái trứng Artemia. Vẫn cho một muỗng như lúc trước. Quậy lên cho nó đều hết luôn. Đó, chạy đi luôn ha. Quay gần lại thấy chân đều hết rồi mọi người, quay gần lại nghe cho rõ. Có mấy cái trứng nó dính lên cái thành chai nè, kéo kéo nó xuống. Đó, cái trứng thì tạm thời là nó nổi nha mọi người, mà khi nào nó nở, cái con nó nở rồi là cái con nó sẽ chìm dưới, nó lặn phía dưới, còn cái trứng nó sẽ nổi trên.
Vậy là mình quậy về cái trứng này nó đều quá, nó ướt đều quá ra. Còn nhiều lắm nha. Những đường cái muỗng quá trời. Thấy đều không? Thấy hay rõ không? Thấy em giống trai không? Anh lấy tay ra đây. Mày quậy đều hết giờ nó đều quá, tại nó nổi lên trên nhiều quá. Ở dưới vẫn có nhiều. Em thấy em giống trai rồi sao ta? Ok. À, vậy đi. Giờ mình chờ khi nào nó nở rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Để mình xem trong vòng khoảng một ngày, một hoặc hai ngày đây là nó sẽ nở hết. Đó. Cái trứng acai này là nó nhiều dinh dưỡng cho các con mọi người. Cái cá mới lớn rồi đó. Nó sẽ các con thì sẽ nhanh lớn, như cá là dạng con tơ đó, nó sẽ mau lên màu. Đó. Ok. Thì đây giờ chờ thành quả thôi, rồi mình sẽ quay tiếp mọi người xem. Ok. Nè mọi người, giờ sau khi 3 ngày nha mọi người. Đó, đây quay đây. Đây là mình sủi, mình không có sủi oxy là 2 ngày. Lấy tay nha. Đó, mình để 2 ngày luôn là không có oxy nha, là nó không có nở được gì hết mọi người. Tới ngày mình để một đêm oxy. Hai ngày không có oxy rồi là nó không nở, rồi xong mình để oxy một đêm là nó sẽ nó nở quá trời luôn rồi đó, nhiều lắm, nó nở chắc có phần nửa, hơn phần nửa luôn á. Trên đây là trứng nó nổi trên đây nha, cái này nó còn bơi dưới này quá trời, em quay gần lại đó mọi người thấy không, à, nó bơi chỗ sát cái chai nè, em quay cạnh bên đây mà anh chỉ bên kia em đâu thấy đâu. Ừ đó, thấy đừng có chỉ vô là thấy. Liên nhí mọi người à, giờ nó lắng xuống dưới cống dưới này nè, nó màu cam nè đó, đó là cái con nó nở hết rồi đó. Hai ngày mình để không oxy nó không nở mà không thì mình không hiểu lý do mình có làm sai cái kỹ thuật gì không, hay là mình bỏ ít muối hay sao mình cũng không biết. Mà sao mình để 2 ngày luôn mà nó không nở. Mình để oxy vô một đêm, con đêm một. À, nó nở quá trời luôn rồi. Đó. Thấy gì mà thấy có mấy người người ta làm clip á cũng làm y như mình thôi. Mà sao lại có một ngày đó rồi mà nó lại nở quá trời. Không biết cái Artemia này nó có những mấy nhiều loại không, không biết mình mua khác loại người ta. Mà này nó là không nở. Phải dùng oxy để 2 ngày mình coi lại xem thì thấy nó nở được chút xíu, được chừng vài chục con à. Thấy nó bơi vài chục con à. Tới hôm nay thổi oxy cũng đi một giờ quá trời, giờ mình xả cái luôn nè. Quay thì xài lấy cái hình thumbnail à. Giờ mình xả luôn, có cái van này mình xả cũng đỡ mọi người. Bớt quá chết con ta chạy. Ui lạ. Mở ra gần hết không chịu ra rồi. Dướng rồi. Nhiều quá rồi. Nó nghẹt cái gì. Nghẹt rồi. Quay cái ống ngược trên cái cho nó chảy bớt lên trên cái rồi quay lại. Xả thì ra ra là nó ra mà sao cứ như ngạt luôn. Đây gà tạc kẹo luôn ha. Tại vì nó ướt vỏ xuống kìa. Ờ. Đó. Ý. Tại nó nhiều quá cái nó nghẹt cái quanh luôn.
Quá trời mọi người, màu cam nữa, còn cái màu đen đen là cái vỏ của nó nè. Đó. Cho ăn tiếp. Đó. Thế cái chén xuống đi. Đó, quay mới gần vô. Quá chừng. Này lên trên. Cái đây là cá tơ của mình rồi. Bơi được hết rồi. Trên đây là cá. Cái gì à? Cá cối. Sáng không? Thấy rõ không? Khoái liền rồi, cho ăn ít cho thôi. À, giờ lắng xuống xíu nữa. Đó, giờ nó đang xuống rồi mọi người, có cái vỏ nó rớt xuống rồi. Cho lắng xíu rồi cho ăn tiếp. Thấy ấp không có oxy thế nào, không hiệu quả, nó lâu quá, hai bữa luôn mà nó không nở, phải dùng oxy, dùng oxy dòng tim một đã nở trời. Còn nếu mình ấp oxy từ đầu quá là 2 ngày là nở hết, còn cái này nó nở gì là nhiều nè, là do mình ấp trước không oxy là 2 ngày, thêm oxy một đêm là nó nở hầu như là gần hết. Đó. Anh em nào nếu mà có chơi cá mà muốn cho ăn Artemia này, cho có nhiều dinh dưỡng cho cá, mình ráng đầu tư thêm cái oxy cho nó thổi cho nó mau nở cái mấy con này. Mấy con này cũng mắc tiền nha mọi người, chứ không phải là rẻ như là trùng hoặc là cám đâu. Một hũ của nó xíu mà như hũ cám nhỏ là mà 90.000 một hũ. Nó mình như là mình theo mình biết là như nó có hai loại Activia, là loại nước mặn và loại nước ngọt. Còn của mình đang là xài là nước mặn. Nên mình lúc mình ấp á, là mình có bỏ muối. Còn nước ngọt thì mình chưa có làm thử cái đó. Nên cũng chưa biết là nó như thế nào. Mà thấy người ta làm thấy chắc cũng tương đối cũng giống vậy thôi, chứ đâu có gì đâu khác. Nói chung là anh em nào muốn cho cá ăn mấy cái loại này nên đầu tư thêm cái số oxy đi. Đó, còn khoe thêm cái nữa nè, cá đẻ nè. Thấy rõ không? Thấy. Đó. Có một con mái mà có đẻ mọi người. Đây nè. Anh quay hướng bên đó đi cho hả? Đó. À. Núp ở dưới mấy cái bèo hết. Đó. Cái bóng đèn mà che nó có bóng đèn. Đó, rồi chưa? Quá trời luôn. Chứ khoảng cả trăm con á. Cái đèn nó chá cái đèn. Kìa trong gỗ không có. Ừ ha. Nhóc nhân. Ok. Có cái đèn này mình mới đầu tư cái đèn này để gọi cho mấy cá. Cũng im.
hết đồ hết. Bấm quá chị, bấm luôn. Đây, mình kết thúc clip đi mọi người. Người xem video thấy vui cho mình xin một like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ mình cái tinh thần làm clip vui vui khác cho người xem nha. Vậy thôi. Không biết nói gì. Kết thúc của hậu. Rồi, bye bye mọi người, hẹn mọi người tới sau. Bye bye.